Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành tiền lệ cứ mỗi đợt nghỉ lễ dài ngày là số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông gia tăng. Để đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Các quán bia với lượng xe máy, xe ô tô đỗ kín đường trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tương tự, nhà hàng trên đường Nguyễn An Ninh và Lê Văn Lương tại thành phố Hưng Yên, xe cũng kín chỗ. Nhiều người đang điều khiển xe trên đường, vừa rời quán bia điều khiển xe đang có nồng độ cồn trong máu có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Nghị định 100 của Chính phủ đã quy định rõ cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã có nồng độ cồn trong máu bởi tính chất nguy hiểm của nó. Khi tham gia giao thông thì đã sử dụng rượu bia kể cả ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến hành vi của mình, tức là nó mất định hướng, nhất là mức độ nhẹ đã mất định hướng rồi thì cái điều khiển phương tiện nó sẽ không được chuẩn xác, và chúng tôi đây gần như là vào những trường hợp tai nạn nặng, càng mức độ nặng liên quan đến cái rượu bia cũng rất là tương ứng. Qua thống kê cho thấy số vụ tai nạn do rượu bia thường chiếm 80% trong các dịp nghỉ lễ dài ngày. Tại Hưng Yên, 3 năm trở lại đây, đa số ca nhập viện do tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn đều ở ngưỡng 2 con số. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng chủ động xây dựng cái kế hoạch cao điểm trong dịp đảm bảo trật tự an thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong đó chúng tôi huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thành các tổ tuần tra khép kín trên địa bàn. Trong đó đối tượng chúng tôi tập trung xử lý là đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy lạng lách đánh võng, điều khiển xe một bánh, và đặc biệt là những trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Tăng cường tuyên truyền xử lý vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, các lỗi vi phạm quy định khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn khi lượng người và phương tiện tăng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta, công an các xã đã được đảm bảo bởi lực lượng chính quy. Trách nhiệm quản lý địa bàn của lực lượng này cũng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, đó vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Đã lái xe thì không uống rượu bia sẽ góp phần tích cực giảm bớt số vụ tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.